Vâng, âm thanh Lê Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn đam mê âm nhạc. Vâng, trong ngày hôm nay là ngày 30 tháng 12 năm 2019 âm lịch, và ngày mai chúng ta đã bước sang mùng 1 Tết, thì cửa hàng âm thanh Lê Hạnh vẫn được chào đón một đoàn khách thứ hai trong ngày hôm nay. Và trong buổi sáng sớm thì cửa hàng cũng đã được chào đón hai vị khách hàng đến từ Hải Dương. Anh cũng đã lựa chọn được một sản phẩm bên cửa hàng cung cấp là một chiếc âm ni Max Intoc MA7000 còn nguyên thùng hộp. Và tại thời điểm này cũng là 9:10, cửa hàng cũng đã đóng cửa rồi, nên những vị khách hàng về trực tiếp cửa hàng vẫn alo, cửa hàng vẫn ra mở cửa cho quý khách hàng có nhu cầu mua sắm các thiết bị bên cửa hàng cung cấp. Vâng, đây là chú Hưởng, chú đến từ Bắc Linh. Chú thì ngày hôm nay cũng mới được rảnh rỗi có thời gian về trực tiếp với cửa hàng lựa chọn và thẩm âm cho mình một chiếc đài mono Sony 1980 25 mã. Vâng, sản phẩm thì đã được chú cùng với cửa hàng âm thanh Lê Hạnh kiểm tra rồi. Vâng, đây chú đang test thử chiếc đài đây. Vâng, bên cửa hàng âm thanh Lê Hạnh thì có rất nhiều những sản phẩm như những chiếc đài radio, những chiếc đài cassette và những chiếc đài có cửa chạy đĩa than. Thì trong thời gian vừa qua cửa hàng cũng đã cung cấp rất nhiều ra thị trường cho quý khách hàng rồi. Và trong những ngày gần đây thì cửa hàng cũng vẫn liên tục được chào đón những vị khách hàng có chung một niềm đam mê thích sưu tầm những sản phẩm cổ bên cửa hàng cung cấp. Thì quý khách hàng có điều kiện vẫn về trực tiếp với cửa hàng, còn những vị khách hàng ở xa không có điều kiện về với cửa hàng thì quý khách hàng cũng vẫn mua sắm các thiết bị bên cửa hàng là qua đường chuyển phát, vận chuyển đến trực tiếp những gia đình quý khách hàng mà có nhu cầu muốn mua sắm các thiết bị bên cửa hàng cung cấp. Vâng, vậy mọi thông tin chi tiết mua sắm quý vị và các bạn có thể liên hệ trực tiếp với cửa hàng theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của âm thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Và trong những ngày tới của đầu xuân năm mới thì cửa hàng sẽ khai xuân vào ngày mùng 6 tháng Giêng. Những vị khách hàng có nhu cầu đam mê hoặc là thích sưu tầm tất cả những sản phẩm bên cửa hàng cung cấp thì xin mời quý vị và các bạn hãy qua cửa hàng âm thanh Đức Hạnh để khai xuân cùng với cửa hàng nhé. Vâng, âm thanh Đức Hạnh xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo.